Nếu chúng ta là phụ nữ, chồng chúng ta nói thế này nè: ôi con bé, nó con bé A bé B gì đó, ồ nó 30 tuổi bằng em đó, sao mà da nó sáng bóng dễ thương mịn màng nhìn như da búp bê, da em sao mà nhìn nó sần sùi, nó nám, nó tùm lum. Như vậy mình có buồn không? Mình có tự tin nổi không? Đúng không? Ồ sao có nhiều người họ cũng có một đứa con giống em mà sao cái tướng nó lành cành đào, em sao nhìn nó phè ra nhìn kinh quá. Mình còn tự tin nổi không? Xin kính chào quý vị. Và đây là bài, cái điều số 3 chúng ta cần phải biết nếu muốn con của mình tự tin. Và để qua cái bài học này thì chúng ta quay lại cái bài phía trước, đó là bài trải nghiệm. Trong bài trước tôi đã nói về câu chuyện có bồ câu. Tôi kể cho quý vị nghe thêm một câu chuyện nữa về con trai của tôi nhé. Tức là khi mà anh chàng năm đó nó khoảng tầm 12, 13 tuổi gì đó ha. Thì anh chàng bắt đầu đi chơi với mấy anh em trong dòng họ đó ha. Thì nó có mấy đứa anh em bằng tuổi của nhau. Và trong cái bàn ăn thì trẻ con ngồi chung một dãy, người lớn ngồi một dãy. Và con trai của mình nó ngồi chung dãy với anh em nó. Sau khi ăn hết mọi thứ rồi thì nó quẩn quá, nó không làm gì á. Thì mấy anh em nhà nó ngồi chơi với nhau thì có một cái thằng nó mới lột một cái con tôm ra. Nó lột một con tôm ra, nó nhúng vào trong một cái chén mù tạc. Nó bóp cái mù tạc xanh mà nguyên chất đó, nó quậy con tôm xanh lét vậy nè. Tức là tôm chấm mù tạc á. Mình thường á là mình lấy nước tương rồi mình bỏ một tí mù tạc vào mình ăn thôi đúng không? Nhưng mà hôm đó thằng anh họ của nó đã nặn mù tạc vào một chén, sau đó lấy con tôm quậy cái mù tạc xanh đó, nguyên một con tôm xanh lè. Thằng anh của nó cầm cái đó đưa lên nói rằng: ai ăn con mù tạc này, ai có thể ăn con mù tạc, ăn con tôm mù tạc này. Thì thằng con của tôi đã đưa tay nói: em! Nó xung phong. Với kinh nghiệm của mình về tôm mù tạc, mình biết rằng ăn cái đó là tiêu đời của nó rồi đúng không? Nhất định nó sẽ sặc đúng không? Và tôi cứ ngồi im đó, tôi xem nó làm gì. Và thế là những đứa kia thì chưa dám đưa tay, nhưng riêng nó là xung phong. Chắc nó có cái máu giống tôi, xung phong. Và thế là nó cầm con tôm, nó nhét vào họng nó nhai. Sau đó nó cay thì thay vì nhổ ra, nó lại không nhổ ra, nó nuốt vào. Sau khi nó nuốt vào một cái, nó chụp cái ly coca trước mặt nó uống. Xong rồi nó chụp cái chai, nó đổ vào cái ly. Nó quờ quàng xung quanh để nó tìm nước để nó uống. Nhưng mà hết nước rồi, nó chạy thẳng vào trong toilet. Tôi không biết nó đã làm gì, nhưng mà nó trở ra với một gương mặt đỏ lồm, mồ hôi, gọi là mồ hôi rồi nước mắt rồi nước mũi nó chảy ra mặt mũi nó. Hoảng hồn ha. Rất là nhiều người trong quý vị khi mà thấy con của mình mà có ai đó thách thức nó, hoặc là chính nó làm một cái việc như vậy, chắc quý vị sẽ nói: dừng lại, đừng có làm như vậy, làm như vậy là bị sặc, làm như vậy là... tức là chúng ta ngăn cản nó. Nếu mà chúng ta ngăn cản thì cũng không có gì sai, nhưng mà con chúng ta nó sẽ không có một cái trải nghiệm nhớ đời. Còn bởi vì tôi đã để cho kia nhà tôi nó trải nghiệm, và bây giờ quý vị biết không, mỗi lần nó đi ăn, đặc biệt là ăn buffet, những cái món mà nó chưa từng ăn là nó luôn lấy một ít thôi, rồi sau đó nó dùng cái đầu đũa của nó hoặc là đầu muỗng của nó nhích một tí, nó nếm, nó cảm thấy ngon phù hợp, bắt đầu nó mới ăn. Chúng ta để cho con chúng ta cái này, người ta gọi là thà đau một lần rồi thôi còn hơn đau cả đời. Nếu chúng ta không cho con chúng ta trải nghiệm, không lẽ chúng ta cứ đi theo nó, chúng ta cứ nói là cái này không nên làm, cái kia không nên làm, không lẽ như vậy hả? Chúng ta đâu có rảnh đâu đúng không? Chúng ta còn phải sống nữa mà, chúng ta còn phải sống cho bản thân mình nữa, rồi chúng ta còn phải để cho con chúng ta trưởng thành. Chúng ta đâu có ở bên cạnh nó 100% được đâu đúng không? Có những lúc nó sẽ đi du học, có những lúc nó đi cắm trại với bạn, có những lúc nó có gia đình, nó sẽ rời khỏi mình. Nếu mà mình không cho con của mình trải nghiệm là mình ác với nó lắm. Bởi vì nó đâu có biết gì ngoài trường đời đâu, nó không có biết cái nào là nên, cái nào là không nên. Vì vậy cái cách dạy tuyệt vời nhất đó là để cho con được trải nghiệm. Chỉ trừ phi mà nó ảnh hưởng tới tính mạng gì đó thì mình phải bảo vệ nó thôi. Còn là những cái chuyện ăn uống mà ngu ngốc để cho bị sặc chơi, để cho rút ra một bài học kinh nghiệm là điều nên làm. Quý vị hình dung đó tôi gọi là trải nghiệm. Cái thứ hai, cái thứ ba mà trong cái bài này tôi muốn chia sẻ đó là sự khác biệt. Cái này là đau đầu lắm á. Rất là nhiều phụ huynh cứ nói với con thế này nè: tại sao tao cũng đóng tiền cho hai anh em mày học chung một chỗ mà sao em của mày học giỏi mà mày học ngu quá vậy? Tại sao mày đi học tiếng Anh chung một chỗ
Mà tại sao người ta nói lưu loát tiếng Anh mày bây giờ cứ hello, how are you hoài á? À, tức là chúng ta chê bai, chúng ta so sánh, nhưng chúng ta lại nói con em nó không có tự tin thầy ơi, em đầu tư bao nhiêu tiền rồi mà nó cũng không có tự tin. Vấn đề tự tin nó không thuộc ở tiền, nó thuộc ở cái cách dạy. Quý vị hãy tưởng tượng nếu mà chúng ta đi làm mà sếp chúng ta cứ nói là sao mày ngu quá à, sao đứa kia nó làm giỏi mà mày cứ làm hoài không được hả, sao kỳ cục hả? Ủa anh yêu thương mày giống nhau mà, tại sao người ta làm tốt vậy mày làm tốt? Rồi chúng ta đi về nhà, nếu chúng ta là phụ nữ, chồng chúng ta nói thế này nè, ôi con bé nó, con bé A bé B gì đó, ồ nó 30 tuổi bằng em đó, sao mà da nó sáng bóng dễ thương mịn màng nhìn như da búp bê, da em sao mà nhìn nó sần sùi, nó nám nó tùm lum à, như vậy mình có buồn không, mình có tự tin nổi không? Không, ồ sao có nhiều người họ cũng có một đứa con giống em mà sao cái tướng không lành cành đào, em sao nhìn nó phè ra nhìn kinh quá, mình còn tự tin nổi không? Không đó, sao vợ bạn của anh lúc nào anh nhìn nó cũng thơm tho, à, nó hay thiệt đó, mình có còn tự tin được không? Còn nếu mình là một người đàn ông nhé, vợ mình nói này nè, anh tập thể dục đi anh, sếp của em năm nay 50 mấy tuổi rồi, 6 múi rồi, cơ bắp đồ ngon lắm, mình có nổi máu lên không, mình có còn tự tin không? Hả? Hoặc là nói anh sao cái bụng anh kinh quá à? Nhìn ục ịch á, anh làm gì đi, hả? Hoặc là người ta nói sao ông A ông B gì đó ông giỏi thì đó, ông kiếm tiền tháng cả 1 tỷ bạc, 2 tỷ bạc, 10 tỷ bạc dễ dàng, sao ông tài quá à? Tức là suốt ngày người ta cứ khen người khác và người ta chê mình, hoặc là người ta cứ đá xéo mình như vậy, thì mình có tự tin nổi không? Không phải không? À, vì vậy chúng ta nhớ rằng nếu mà chúng ta cứ lấy người này để rồi chúng ta không hiểu rằng họ khác người kia, chúng ta đem cái sự khác biệt cơ bản đó mà chúng ta cũng không rõ, thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều các rắc rối, đúng không? Chúng ta sẽ gặp rắc rối. Trong suốt 13 năm đào tạo của tôi có một cái bài và tôi cũng muốn dành cho quý vị. Đó là hôm nay quý vị hãy đi tìm một cái cây, sau đó quý vị hãy tìm ra 2 cái lá, được không? Tìm ra 2 cái lá. Nếu quý vị tìm ra 2 cái lá nào mà nó giống nhau y chang 100%, thì quý vị hãy đem tới văn phòng của tôi ở 57A Trần Khắc Trân, phường 9 Phú Nhuận. Quý vị sẽ được nhận thưởng 10 triệu đồng. Tôi nói một cách chính trực và nghiêm túc nhé. Đó là nếu mà có 2 cái lá, lá thật chứ không phải lá giả nhé, là lá trên cái cây thật ấy, mà có 2 cái lá mà giống nhau 100%, không khác nhau tí nào, tôi sẽ mua cặp lá đó với giá là 10 triệu đồng. Quý vị hình dung ạ? Bài tập này 13 năm qua chưa có ai lấy được tiền của tôi. Bởi vì đơn giản là trên đời không thể nào mà có 2 cái lá giống nhau được, cũng không thể nào có 2 con người giống nhau được đâu. Các nhà khoa học họ đã thống kê là phải có 64 tỷ người, 64 tỷ thì mới có 2 người trùng nhau. Nhưng cả thế giới hiện tại có gần 8 tỷ thôi, 7 tỷ mấy, gần 8 tỷ thôi, thì làm gì có 2 người giống nhau đâu mà so sánh. Chúng ta là những con người khác biệt, chúng ta có cái này giỏi, chúng ta có cái kia dở, chúng ta có cái này chúng ta mạnh, có cái kia chúng ta hơi yếu. Bởi vì vậy chúng ta mới cần có nhau để chúng ta hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau. Quý vị lưu ý nè. Và nếu như vậy thì chúng ta hãy hiểu được sự khác biệt của con mình. Mình đừng có đem con của mình để mình đi so sánh với một người khác nữa, có được không? Nếu chúng ta muốn con của mình nó tự tin thì phải hiểu mỗi đứa trẻ là một sự khác biệt. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong bài học số 4 của chúng ta về sự tự tin của đứa trẻ. Các anh chị thân mến, nếu các anh chị nghe những kiến thức này và các anh chị thấy nó có giá trị với các anh chị thì xin các anh chị hãy bấm nút chia sẻ cho nhiều người cũng được học. Và các anh chị cũng đừng quên bấm nút subscribe kênh nha. Các anh chị bấm vào nút hình quả chuông ấy. Đấy, ngay cái hình quả chuông ấy. Và khi các anh chị bấm vào hình quả chuông thì khi tôi có một cái video clip mới thì ngay lập tức các anh chị sẽ nhìn thấy nó. Nhớ bấm vào nút subscribe kênh nha. Và đừng quên chia sẻ cho nhiều người cũng được học. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị.